Chào các bạn, chúng ta thi vòng số 4 V-Lumbic của khối lớp 7. Bài thi số 1. Vượt chướng ngại vật. Bài giải này đơn giản thôi, các em đổi cái đề đi ha. 3 mũ 2, 9 mũ 2 n thì các em ghi là thành 3 mũ 2, rồi ba mũ hai tất cả mũ 2n nhỏ hơn 3 mũ 5, xuống kem đổi đề tiếp, 3 mũ 2 sẽ nhỏ hơn lũy thừa của một lũy thừa ha, 3 mũ 2 tất cả mũ 2n sẽ thành 3 mũ 4n, kem nhân hai số mũ lại thôi, rồi 3 mũ 5. Tới đây chúng ta có sự liên quan giữa các số mũ là 2 nhỏ hơn 4n và nhỏ hơn 5. Vậy n bắt buộc phải bằng 1 các em nhé. 1 x 4 thì nó mới ra 4, lớn 2 nhỏ hơn 5. Phần trăm tức là 1/4 của 20 đó thì là bằng 5. Câu hỏi quá dễ dàng ha. Thầy sẽ thi nhiều nick hơn, các em theo dõi các cái nick sau nữa để tìm những câu khó để mình rèn luyện ha. 3/5 tất cả mũ 18, còn bên này là 3/5 tất cả mũ 16, thì kết quả là 3/5 tất cả mũ 2 tức là 9/25 các em. Bài toán lũy thừa, 5 công thức về lũy thừa các em nắm cho vững nha. Rồi, để so sánh hai lũy thừa, ta chuyển về cùng cơ số hoặc là cùng số mũ. Ở bài toán này ta sẽ đưa về cùng số mũ cho nhé. 1/3 1/3 tất cả mũ 400, thầy sẽ chuyển thành là 1/3 bình phương. Rồi tất cả mũ, tất cả mũ 200 nữa nhé, cả mũ 200 nữa, bỏ cả cái này trong mặt đây, mũ 200. Mà các em để ý nha, 1/3 tất cả mũ 2 thì thầy lại ghi thành là 1/9, vậy thôi. Bây giờ ta đem ta so sánh với lại 1/5 tất cả mũ 200 đó, thì các em thừa biết cái nào thắng cái nào thua rồi đó ha. 1/9 là sẽ thua 1/5. Ta điền vào dấu nhỏ. Tiếp tục. Giá trị x nào thỏa mãn điều này? Hai số có giá trị tuyệt đối bằng nhau thì bắt buộc hai số đó là phải bằng nhau, hoặc nếu không thì sẽ là hai số đối nhau. Vậy các em sẽ có hai tình huống xảy ra. Tình huống thứ nhất là cái số x trừ 2,2 là bằng đúng luôn cái số 0,2 cộng với x. Tình huống thứ hai là cái số x trừ đi 2,2
thì sẽ bằng số đối của cái số 0,2 trừ đi số đối của số 0,2 cộng x, tức là ra trừ của 0,2 trừ cho x. Các em thấy tình huống ở trên đó là vô lý này. Tình huống ở trên là rất vô lý. Vì sao vậy? Bởi vì x bị trừ đi rồi x được cộng thêm thì không thể bằng nhau được nhé. Tình huống bên dưới thì có lý hơn. Giờ ta giải bài toán ở bên dưới, giải riêng ra, giải riêng ở phía dưới này. Đó, ta chuyển vế đổi dấu các em nhé. Trừ x qua này là thành x cộng x, còn trừ 0,2 chuyển qua là cộng 2,2. Vậy ta có bài toán là 2x sẽ bằng 2, 2x bằng 2 thì nó x sẽ bằng 1. Cho qua bài thi tiếp theo. Chọn hai ô bằng nhau. Loại này thì dễ. Ta tìm một cái bảng nháp. Rồi, bảng nháp đây kìa. Giá trị nhỏ nhất. Thầy sẽ hướng dẫn kỹ luôn. Bây giờ các em phải thuộc cái gọi là cái bất đẳng thức này. Giá trị tuyệt đối của A cộng cho giá trị tuyệt đối của B ha, thì luôn luôn lớn hơn bằng giá trị tuyệt đối của tổng A cộng B. Đó. Cái này sau này nó trở thành một cái điều mãi mãi đúng, là người ta gọi là định lý đó các em. Giờ ta áp dụng định lý này. Như vậy là ta sẽ có gì? A thay đổi thành 2x cộng 3. Rồi giá trị tuyệt đối của 2x trừ 1 thì các em để ý là cũng bằng giá trị tuyệt đối của 1 trừ 2x thôi nha. Giá trị tuyệt đối 2x trừ 1 thì cũng bằng giá trị tuyệt đối của 1 trừ 2x thôi. Như vậy giá trị tuyệt đối của 2x cộng 3 và cộng cho giá trị tuyệt đối của 1 trừ 2x thì nó sẽ lớn hơn bằng giá trị đối của 2x cộng 3 rồi cộng cho 1 trừ 2x. Vậy thôi. Mà các em để ý tiếp thì các em lại thấy là cái giá trị tuyệt đối của 2x cộng 3 cộng 1 trừ 2x thì nó lại bằng 4. Ha, giá trị đối của 4, mà giá trị đối của 4 thì bằng 4 thôi. Vậy có nghĩa là giá trị nhỏ nhất của cái này bằng 4 này. Tổng hai cái này luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 4. Vậy 4 là thấp nhất rồi đó, còn ngoài ra sẽ lớn hơn 4 nữa kìa. Rồi cái này ta thay vô ta tính thôi. Thay vô ta tính ha. Shift ABS là giá trị tuyệt đối đó. Alpha x trừ 6. Shift ABS là giá trị tuyệt đối nè. Alpha x trừ 6 rồi nhân cho âm 6 rồi cộng cho 1. Cái bấm nút can tính, nó hỏi x bằng bao nhiêu, các em nhập âm 10 ứng bằng, kết quả ra là âm 95 ha. Âm 95 trên máy, lưu trên máy đi. Tiếp theo là ra 8, đáp án ra 2 mũ 3 là ra 8 luôn. Số phần tử của tập hợp thuộc n sao thì bắt đầu từ 1, nhỏ hơn 9 lại lấy tới 8. Vậy 1 tới 8 là có 8 phần tử đó kìa. Vậy hai cái này đi với nhau luôn nè. Em thích thì em chọn luôn đi ha, còn thầy cứ từ từ. Rồi, cái bài này dùng máy tính là bấm ra nhanh lắm kìa. Thầy dùng máy tính để bấm nè.
nó bằng 2 kia. 2. Giờ tại sao lại bằng 2? Thì thầy sẽ hướng dẫn theo con đường toán học đúng luôn, chứ không có làm lùi ha các em ha. Đặt cái biểu thức cần tính là biểu thức đó. 1/2 tất cả mũ 0 được cộng cho 1/2 mũ 1, 1/2 mũ 2 cộng vân vân, cộng cho tới mũ 10. Bây giờ thầy nhân a cho 1/2. Một phần hai a thì lấy a thì nhân cho 1/2, tức là cả cái biểu thức này nhân cho 1/2 nè. Đó, cả biểu thức này thì để trong ngoặc đi, vuông ha. Rồi thì nhân cho 1/2. Bây giờ thầy nhân phân phối vô. 1/2 nhân 1/2 mũ 0 là thành 1/2 mũ 1, rồi thành 1/2 mũ 2, vân vân. Cứ như vậy. Thì sau khi nhân các em sẽ thấy nó ra giống như bên trên thôi. Nhưng mà chỗ mũ 0 là thành mũ 1. Chỗ mũ 1 là thành mũ 2. Chỗ mũ 2 là thành mũ 3. Chỗ mũ 11 á, chỗ mũ 10 là thành mũ 11. Rồi. Bây giờ thầy lấy bên dưới trừ bên trên. Ta lấy bên trên trừ bên dưới đi. A trừ cho 1/2 A. Đó. A thì bằng cái biểu thức này, còn 1/2 A thì bằng biểu thức này. Thì khi thầy lấy vế trái trên này trừ cho vế trái ở đẳng thức bên dưới thì nó sẽ bằng vế phải ở đẳng thức trên trừ cho vế phải đẳng thức dưới ha. Thì 1/2 mũ 1 trừ 1/2 mũ 1 là hết. Hai này trừ nhau hết nè. 1/2 mũ 2 trừ chết nè. Rồi 1/2 mũ 3 nó cũng mất. 1/2 mũ 10 trừ cho 1/2 mũ 10 dưới này là mất luôn. Vậy là sau cái phép trừ này chỉ còn lại là 1/2 mũ 0 trừ cho 1/2 mũ 11 là còn thôi các em. Đó. Rồi giờ mình tính tiếp. A mà trừ 1/2 A thì nó lại còn 1/2 A nha. Còn 1/2 mũ 0 là 1 đó. 1 ha. Chính là 1. Mũ 0 bằng 1. Rồi trừ cho 1/2 mũ 11. Như vậy nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là phân số ở trên là 2 mũ 11 trừ 1. Ở dưới là 2 mũ 11. Quy đồng á, trừ tử giữ mẫu ha. Rồi tới đây là 1/2 A thì bằng này. Như vậy suy ra A sẽ bằng gì? A sẽ bằng cái này nhân cho 2 kia. Bằng cái đó. Nhân cho 2. Bây giờ nó sẽ bằng là 2 rút gọn với 2 mũ 11 dưới mẫu ha. Vậy là ta có là ở dưới mẫu còn 2 mũ 10 thôi. Các em có thể ấn máy tính ha. 2 mũ 11 trừ 1 chia cho 2 mũ 10 nó ra cỡ 1,999, là sắp xỉ 2 đó kìa, là cỡ 1,99. Rồi bên này. Ồ, nó chính là cái này luôn nè các em. Đây nè. Nhưng nghịch đảo đi. Em nhìn lại nha. 2 mũ 11 trừ 1 chia 2 mũ 10 chính là cái phép toán này nè. Đó, đúng rồi. Vậy ta chọn hai cái này luôn đi. Cái này đi với cái này. Rồi 8 đi với 8 luôn ha. Đó, để đỡ mất công.
góc đối định với góc 30 độ thì sẽ bằng 30 độ, mà góc kề bù với 150 cũng bằng 30 độ, thì hai cái này đi với nhau. Số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 5, vậy chính là âm 95 luôn. Hai cái này đi với nhau nè. Số ít dương mà bình phương lên bằng 16 chính là số 4. Vậy đây cũng chính là 4 nha. Hai đáp án này đi với nhau. Rồi ta hoàn thành ha. Thầy làm kỹ quá. Nhưng mà lại hay các em. Kỹ thì các em học toán tự luận mới tốt được. Còn nếu mà các em cứ lò dò lò mò lấy số rồi ra thử thì rất là nguy hiểm ha. Nó sẽ thu chột dần khả năng suy luận tính toán chặt chẽ của mình. Có bao nhiêu phần tử nhỏ hơn không? Cái này là số 1 rồi. Mũ chẵn thì sẽ ra số dương các em nhé. Một lũy thừa có cơ số âm mà mũ lẻ thì nó sẽ ra lại số âm. Như vậy đây là có 1 nè, 3 nè, mũ 1, mũ 3, mũ 5, mũ 7 cho tới mũ 19. Là những cái anh mũ lẻ đó, 1, 3, 5 vân vân cho tới 19. Đó là những anh là ra kết quả nhỏ hơn 0. Còn mấy thằng mũ chẵn nè, mũ 0, mũ 2, mũ 4, mũ 6, mũ 8 cho tới mũ 20 là nó dương hết. Rồi như vậy là có 19 trừ 1 là bằng 18, chia 2 là 9, cộng 1 là có 10. 10 cái kết quả nhỏ hơn 0. Cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1 đó mà. Rút gọn cái phân số này, các em lười các em rút gọn bằng máy tính luôn. 303 0303 505 0505, nó bằng 3/5. Trên 3 dưới 5 ha. Rồi. Số âm, dấu âm, cơ số âm mà mũ lẻ này là ra lại âm. Còn bên này cơ số âm mà mũ chẵn là ra dương. Như vậy ta khỏi tính toán gì hết. Một bên âm bên dương thì các em rõ bên nào thua rồi ha. Tìm giá trị nhỏ nhất. Một cái lũy thừa mũ chẵn thì nó luôn luôn tạo thành kết quả lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy cái này nhỏ nhất là bằng 0. Kết quả tính giá trị tuyệt đối cũng nhỏ nhất là bằng 0. Hai cái này đều nhỏ nhất là bằng 0 nè. Và đạt được là lúc x bằng 1/2 các em nhé. Lúc x bằng 1/2 thì cả hai cái này cùng lúc bằng 0. Còn nếu x không phải 1/2 á thì một trong hai cái này sẽ lớn hơn 0 liền. Thôi giờ mình muốn nhỏ nhất thì ép 2 này bằng 0 hết luôn, khớp luôn đó, x bằng 1/2, 2 này bằng 0 hết luôn. Thì lúc đó trừ 3/2 sẽ là giá trị nhỏ nhất. -3/2 là giá trị nhỏ nhất. Bài này hơi phức tạp các em nha. Phải hướng dẫn bài này. Mỗi cái ngoặc đơn các em coi như một số. Mỗi ngoặc đơn coi như một số. Nhân nhau đòi âm. Vậy ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp 1. Trường hợp 1 á là cái số 2x-3 là phải lớn hơn 0. Và đồng thời với nó là x trừ đi 1/4 là phải nhỏ hơn 0. Thì lúc đó nhân lại á, là dương nhân âm nó mới ra âm. Đó. 2x mà trừ 3 lớn hơn 0 thì số bị trừ phải lớn hơn số trừ, thì trừ nhau mới ra 0. X trừ 1/4 ra âm thì số bị trừ x phải nhỏ hơn số trừ 1/4. Tiếp tục. 2 nhân x lớn hơn 3. 2 nhân x lớn hơn 3. Cái này các em chưa học bất định thức nó sẽ hơi khó. Cái bên trái nó đang lớn hơn cái bên phải, thì khi thầy nhân bên trái cho 1/2, đồng thời nhân bên phải với 1/2, thì cái bên trái mới nó vẫn lớn hơn bên phải mới thôi. Không? Bên trái đang lớn hơn bên phải, thì cùng nhân với 1/2 thì bên trái mới cũng lớn hơn bên phải mới thôi.
2 nhân x nhân 1 phần 2 thì các em lấy 2 nhân 1 phần 2 là thành 1, 1 nhân x là thành x. Còn 3 nhân 1 phần 2 á, là nó bằng 3 phần 2, tức là 1 rưỡi. Còn ở dưới là ra x nhỏ hơn 0,25. Các em suy nghĩ đi, có số x nào vừa lớn hơn 1,5 mà vừa nhỏ hơn 0,25 không? Không bao giờ đúng không? Không bao giờ có đâu. Đã lớn hơn 1,5 rồi thì không có nhỏ hơn 0,25 được nữa đâu. Mà nhỏ hơn 0,25 rồi thì không thể lớn hơn 1,5 được. Chính xác chưa? Giờ một người đàn ông thì không thể đẻ con được đúng không em? X lớn hơn 1,5 giống như là đòi là người đàn ông đó. Còn x nhỏ hơn 0,25 là đòi người đàn ông nó đẻ con là không thể được. Trường hợp vô lý. Trường hợp đó ta không xét nữa. Trường hợp 2, 2x trừ 3 nhỏ hơn 0 thì lúc đó x trừ 1 phần 4 phải lớn hơn 0 để âm nhân dương là ra âm theo yêu cầu của đề bài này. Rồi ta giải tương tự, 2x sẽ phải nhỏ hơn 3, rồi x muốn trừ 1 phần 4 lớn hơn 0 thì x phải lớn hơn 1 phần 4. Như vậy cuối cùng là x phải nhỏ hơn 1,5 và x phải lớn hơn 0,25. Rồi các em suy nghĩ đi, có số x nào lớn hơn 0,25 và nhỏ hơn 1,5 không? Đầy luôn. Ví dụ 0,26, 0,27, 0,28 nè. Nhưng mà người ta đòi x là số nguyên các em nhé. Số nguyên nào lớn hơn 0,25 và nhỏ hơn 1,5, đó chính là số 1. Và chỉ có số 1 mà thôi. Ta chọn số 1. Thầy giảng hơi kỹ các em nhé. Rồi cái nít này coi như xong. Rồi những cái nít tiếp theo thầy sẽ giải hết tất cả các cái ô này luôn các em nhé. Rồi bây giờ thầy có việc bận cho nên thầy vội giải cho xong để thầy đi có việc bận. Những cái nít thứ hai, thứ ba là thầy sẽ giải hết tất cả những câu này cho các em tìm hiểu luôn ha. Rồi các em qua cái nít sau thầy sẽ giải tất cả các cái chướng ngại vật ở cái vòng kho báu nghe. Còn bây giờ thầy hơi vội, thầy có việc bận, thầy đi một chút. Tạm biệt các em, hẹn gặp ở nít tiếp theo.